Người mà dễ dãi cũng khỏe lắm, nằm xuống ngủ không có lo lắng suy tư gì hết, mặc dù rất nhiều việc để lo nhưng mà hãy nằm xuống thì ngủ, mà biết đó cũng là cái phước của mình. Có nhiều người cũng không lo gì hết nhưng mà có cái bệnh khó ngủ. Rồi có nhiều người ban ngày lo chưa đủ, lo luôn cả ban đêm, nằm trằn trọc không ngủ được. Thành thử ra chúng ta phải biết rằng học pháp là để chúng ta có được cái hiểu biết. Mà khi mình biết sự việc đời nó có hai việc: biết khác, hiểu khác. Thí dụ mình nói biết anh đó không? Dạ biết. Nhưng có thể mình chưa hiểu anh. Không, biết một việc, hiểu một việc, biết, hiểu và hành. Từ cái biết, cái hiểu, cái hành nó đưa mình đến cái chỗ an vui. Thì trong kinh đó, Đức Phật có dạy một bài kinh đó, mình có cái tướng trạng tốt xấu. Có nhiều khi đó, sống ở đời mình không có biết lúc nào mình nên làm gì, lúc nào mình không nên làm gì. Vì vậy mà Phật dạy mình đó, có một cái bài kinh gọi là thất tri, kinh thất tri nghĩa là kinh bảy cái biết. Ví dụ như là biết nghĩa nè. Biết nghĩa là sao? Mình làm việc gì mình phải biết cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như tại sao lại Phật ba lạy? Giờ biết chưa? Biết ba lạy là gì? À, Phật Pháp Tăng đó mới biết thôi nha. Rồi ta hỏi Phật là gì? Pháp là gì? Tăng là gì? Giảng được cái chỗ đó gọi là hiểu và ứng dụng được. Cho nên biết nghĩa có nghĩa là mình biết được ý nghĩa. Rồi lại Phật lại ba lại, nhang thắp ba cây. Hỏi tại sao thắp nhang ba cây? Nhang giới, nhang định, nhang tuệ. Ủa mà nói ba mà tại sao tôi thấy gần đây thắp có một ha? Dạ tại vì trong Phật giáo tuy ba mà là một. Tại vì trong cái này nó có cái kia. Trong cái giới nó phải có tuệ, có định. Trong định có tuệ, có giới. Giới là gì? Là người biết tuân thủ, hành trì những điều ngăn cấm không làm. Mà người có giữ giới thì lòng lúc nào cũng an tịnh, cho nên dẫn đến cái định. Giới sanh định. Và từ cái định tĩnh nó dẫn tới con người có trí tuệ, có hiểu biết, có trong sáng, gọi là gì? Tuệ. Tuy nói là ba nhưng mà trong tuệ nó phải có ngay cái người có trí tuệ. Mình biết người này có định, có giới. Tại họ không có định làm sao họ phát sáng được những cái chuyện như vậy. Họ không có tuệ làm sao, họ không có cái tuệ làm sao họ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cho nên ngay cái người mà họ sống, họ biết bỏ ác làm lành là trong người đó có tuệ rồi đó. Người có tuệ cho nên mới biết được cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ. Thắp nhang ba cây, giới, định, tuệ. Thắp một cây là biểu tượng rằng trong trong một có cả ba. Tại sao hào quang Phật có năm màu? Tượng trưng cho năm giới. Phật tử giữ tượng trưng cho năm căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Vì vậy lấy màu hào quang của Phật chế ra lá cờ Phật giáo. Bây giờ quý vị thấy lá cờ Phật giáo treo khắp chùa trong những ngày đại lễ: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, tượng trưng cho tín, tấn, niệm, định, tuệ, tượng trưng cho năm giới, tượng trưng cho năm châu. Tại sao cái mỏ khắc hình con cá, không để hình con trâu, ngựa gì, để hình cá? Vì con cá ngủ không có nhắm mắt, biểu tượng cho người tu lúc nào cũng tỉnh thức. Tại sao mình phải cúng bông? Tại sao mình cúng trái cây? Tại sao gọi là kinh mà không gọi là chữ khác? Kinh nói cho đủ là khế kinh. Khế kinh là gì? Là kết hợp lại những lời dạy mà nó phù hợp với căn cơ và trình độ và đạo lý chân thật. Bất cứ cái gì mình nói mà hợp lý mà không hợp với người nghe thì cái đó nó chưa được gọi là kinh. Thí dụ gặp đứa nhỏ mới có 6 tuổi à, con ráng tu nghe con, đời vô thường lắm, sống nay chết mai. Nó hiểu gì mà nói chuyện đó, mặc dù mình nói chân lý không,
Nói rất chân lý phải không? Nhưng mà nó đâu có đúng với cái tuổi tác để nghe, phải không? Như vậy thì kinh nói như thế nào, chân lý là một, mà hợp với người nghe đó. Người nghe mà hiểu mình nói thì cái chân lý mình nó có tác dụng, nó có giá trị. Còn nếu mình nói chân lý mà người nghe không hiểu gì hết, nói gì? Rồi thôi, bây giờ một ông Phật tử mới tới chùa nè, hỏi ông nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 40 rồi. 40 thì mình nghĩ là ông này có đủ trí tuệ không? Lấy Bát Nhã ra nói, sắc tức là không, không tức là sắc. Ông giật tiền mình, sao lấy tiền tôi? Dạ giật tức là không, không tức là giật. Bác xài cũng như con xài. Vậy thôi bác giữ chi để con xài. Ta mình nói chân lý đúng, nhưng mà cái người, cái trình độ căn cơ người ta chưa đủ để nghe. Cho nên á, mình làm cái gì á, nó thích đáng được cái sự việc. Gọi là mình tri nghĩa là một việc, phải không? Cái thứ hai là phải tri thời. Tri thời là gì? Biết lúc nào nói, lúc nào không. Trời ơi, gặp đâu thuyết đó, gặp đâu thuyết đó, riết nó gặp mình nó ngán muốn chết. Hỏi sao vậy? Tôi sợ gặp cái ông đó, ông thuyết pháp tối ngày. Rồi quý vị thấy không? Phật pháp nhưng mà nói phải đúng lúc, đúng thời, chứ là phải tri thời. Mình tới nhà ai chơi, biết lúc nào nên tới, lúc nào nên lui. Ngồi hoài ta nhìn đồng hồ miết mà mình cứ tự nhiên. Này không biết tri thời, phải không? Cho nên Phật, từ đó mình mới thấy tại sao chúng ta gọi Đức Phật là bậc nhất thiết trí, người biết tất cả. Tại vì Đức Phật là người có trí tuệ. Người có trí tuệ mà không phải trí tuệ học thức thế gian. Trí tuệ này là do Ngài tư duy, Ngài tu tập mà Ngài sáng được. Cho nên cái gì Ngài nhìn Ngài cũng biết đó. Còn mình nó nói suốt mấy năm chưa biết đó. Còn Đức Phật là nhìn đâu thấu đáo đó. Cho nên được với Đức Phật mới đổi gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là vua Pháp, vua của các Pháp. Hay nói cách khác là vua hiểu tất cả các Pháp và không và đủ khả năng để chuyển hóa các Pháp. Chữ vua đây là để tượng trưng cho cái người mà thấu đáo, tột bực. Thường thường trong cái nghĩa là vua là trên hết, phải không? Vua là trên hết. Ông một đất nước ông vua là cao nhất. Thì cái chữ vua Pháp là gì? Chúng ta gọi là Pháp Vương, tức là ông vua mà hiểu được tất cả, thấu đáo các Pháp, các sự việc trên thế gian. Cho nên á, đời sống vợ chồng trong gia đình cũng vậy. Mặc dù là vợ chồng với nhau, sống với nhau có bao nhiêu mặt con rồi, nhưng chúng ta vẫn phải biết một điều rằng chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu không có sự tôn trọng, tương kính thì cái tình nghĩa vợ chồng nó sẽ dễ mang, nó sẽ dễ bị mòn, dễ bị mất. Cho nên ở trong kinh Đức Phật dạy vợ đối với chồng có 5 điều, chồng đối với vợ có 5 điều, mà trong đó có một câu giữa hai bên Đức Phật đều dạy: tôn trọng đi trước, ân ái theo sau. Bên vợ, đối với vợ Phật cũng nói câu đó, mà đối với chồng Phật cũng nói. Tại vì sao? Ân ái là cái thô, tôn trọng là cái lễ. Mà cái lễ mà có đó thì nó không có mất đi cái sự khinh thường lẫn nhau. Cho nên á, nhiều khi á, hồi đó mình mới gặp, mình kính cái người đó lắm, mình gần người đó đó, cái người đó mà họ sống rất là xấu, rất là dở. Tự nhiên lâu ngày cái mình hết kính, tại vì mình lờn, mình thấy được cái bản chất của người đó nữa. Thì cho nên Đức Phật dạy rất kỹ, đối với vợ chồng, chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều. Mà câu đầu Đức Phật đều dạy tôn kính đi trước, ân ái theo sau. Cho vợ chồng mà có được cái giữ lễ, dù có giận tức nhau cũng không nói những lời thô, và biết cái lúc nào nên làm gì. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Bất cứ một cái tình cảm nào, bất cứ một sự quan hệ nào, nếu chúng ta có được cái tri, cái biết đó. Mà cái biết này không phải là cái biết để chúng ta hại ai, mà chúng ta biết sống. Chúng ta biết sống là chúng ta sống mới tồn tại.
Mặc dù người xưa dạy nè, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Mà nói cùng là biết cũng chết luôn. Nhưng mà chết gì? Chết trong nhẹ nhàng, chết trong tự tại, chết trong cái sự gọi là bình an, không có khổ đau. Chân lý là ai cũng phải chết. Nhưng mà cái chữ mà các ngài dùng biết là sống là nghĩa là gì? Chúng ta biết sống, và đi tới đâu chúng ta sống cũng không có bị người ta chê cười. Mà trong kinh Từ Bi nói, các vị ấy không làm những điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Đức Phật dạy bài kinh này để cho chúng ta tư duy, quán chiếu, và chúng ta thấy được cái tướng trạng, tâm tánh của bản chất sống của mình, để mình sống như thế nào, mình mang lại cái lợi ích cho bản thân, cho mọi người. Đây là lời kinh. Một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có người ở trong nhóm tà thì có tướng trạng gì, nhân duyên gì? Các tỳ kheo bạch Thế Tôn, Như Lai là vua của các pháp. Hồi nãy vừa nói đó, vua của các pháp thì chúng ta thường gọi là pháp vương. Quý vị hãy đọc đó, pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất. Vậy thì ai mới là được xứng đáng gọi là pháp vương? Chỉ có Phật thôi. Tại vì Phật là vua của các pháp. Mà vua của các pháp nghĩa là gì? Là biết tất cả các pháp và có phương pháp để vượt tất cả các pháp. Ví dụ như Phật thấy người đó đang sân, này Phật biết rõ đây là pháp sân, và Phật biết cách nào để vượt cái pháp sân đó. Thí dụ bây giờ mình học đơn giản, mình thấy gặp người sân mình làm gì để cho cái câu chuyện nó nhẹ hơn, căn bản nói thử là nhẫn nại, phải không? Ô, gặp người sân tôi nhẫn đó. Vì cái nhẫn đó là cái pháp để vượt cái pháp sân. Mà thấy rõ ràng người đó sân quá trời, mình nhẫn mình không nói, nhờ vậy tự nhiên mọi việc nó lắng xuống. Lát nữa cũng người đó đó, tôi sẽ tới tôi nói chuyện, nhưng bây giờ tôi không nói bằng cái tâm sân. Hồi nãy người đó đang sân mà tôi nói nữa thì chuyện nó sẽ dở lên. Cái chữ nhẫn nại của nhà Phật nó không có nghĩa là nhịn nhục cho qua hết. Có những việc cho qua được, nhưng mà có những việc mình nhẫn để làm gì? Qua gì? Qua cái cơn giận lúc đó, để rồi mai mốt mình sẽ trở lại câu chuyện này. Nhưng người đó bây giờ đã lắng rồi, và người đó đủ bình tĩnh để lắng nghe câu chuyện giữa mình với họ. Qua nó có hai cách. Một là qua luôn, hai là qua cái lúc đó, để rồi sẽ có cơ hội trở lại để giải quyết vấn đề. Có những buổi họp căng thẳng quá, thôi hôm nay mình họp tới đây thôi, xin tạm dừng buổi họp, và ngày mai xin trở lại buổi họp, tại vì bây giờ mọi người căng thẳng quá, mọi người cần ra ngoài để nghỉ ngơi chút lát, rồi chúng ta trở lại buổi họp. Cho nên có những cuộc sống, Đức Phật dạy pháp, quý vị nhớ chữ pháp vương là vậy. Cho nên mình gặp người nào mình cũng gọi pháp vương là không phải đâu. Chỉ có Phật mới gọi là pháp vương thôi. Tại vì Phật mới biết các pháp và vượt các pháp. Còn mình bây giờ chẳng những không biết các pháp mà pháp nào mình cũng dính đó. Có phải không? Tu mình cũng ham nè, mãi gì mình cũng thích đó, đó. Thì đó là sự thật. Cho nên tại sao mình tu mà khó thành là vậy đó. Tại tu thì cũng thích, nhưng mà mình còn thích nhiều cái bên ngoài nữa, mà cái bên ngoài nó lôi kéo mình. Thí dụ như giờ tụng kinh thì cũng thích, mà vừa vợ cho ngủ ngủ thích hơn. Tụng kinh thì cũng thích, mà giờ nếu mà mở ra chương trình hát cho nhau nghe thế nào, tôi cũng sẽ chọn hát cho nhau nghe. Tại vì bây giờ vô đây ngồi nghe có mình ổng à. Không, nếu mà ngồi lại thì hát cho nhau nghe. Như Lai là vua của các pháp, là bậc chí tôn của các pháp, lành thay Thế Tôn, nên thuyết nghĩa này cho các tỳ kheo chúng con rồi sẽ vâng làm. Đức Phật nói á, Như Lai là vua của các pháp, thì các tỳ kheo bạch Phật á, chúng con Như Lai nên thuyết nghĩa này, chúng con sẽ nghe theo. Đức Phật dạy,
Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn dạy: người ở trong nhóm là tà có năm việc mà biết, đã thấy năm việc thì biết người này tướng trạng như thế nào, đáng cười mà không cười. Phật Hòa đọc hết năm thứ ha. Việc đáng cười không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý, nên biết người này sống cái tướng trạng sai quấy, gọi là tướng xấu. Thì Đức Phật dạy có tướng trạng. Tướng trạng là gì? Tức là cái cách sống của họ, cái hình thức của họ, cái tướng đó. Hồi sáng mình nói tu tướng, tu tâm đó. Thì bây giờ cái nếu mình thể hiện cái cách sống này, cái tướng trạng sống này, thì mình chưa phải là người hoàn hảo. Tại sao? Tại vì việc đáng cười thì lại không cười. Chữ cười đây là gì? Không phải là cười, không phải là cười khinh chê, không phải là cười buông lung, mà cái niềm, cái sự hoan hỷ đó nó có mặt. Thí dụ như mọi người, người ta ngồi trong một cái buổi nói chuyện thì người ta cũng có những nụ cười thoải mái. Và những nụ cười thoải mái đó nhà Phật gọi là hoan hỷ. Trong cuộc sống nó có những nụ cười hoan hỷ. Nhưng mà rồi khi mình trở về cái trạng thái tu tập của mình đó, thì đó là nụ cười an lạc. Hai cái cười nó khác. Quý vị thấy Đức Phật Di Lặc á, Đức Phật mà bụng to, miệng bự đứng, lúc nào Đức Phật đó cũng cười kiểu gì? Cười hỉ hạ, cười mà nghĩa là hết ga đó. Đó là tướng trạng cười của hoan hỷ. Còn quý vị nhìn tượng Phật Thích Ca, có bao giờ Phật cười giống Phật Di Lặc không? Tại vì cái tướng trạng đó là nụ cười an lạc, nụ cười tĩnh lặng. Cho nên á, ở đây á, không phải là mình cười buông lung, nhưng mà đáng lúc nào hoan hỷ với mọi người, mình nên hoan hỷ. Cho nên Phật dạy việc lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ. Thí dụ như bây giờ mình thấy á, các em mà người Việt của mình được sang ra nước ngoài đông, đi học, đi làm, thành công trong cuộc sống, rồi còn bảo lãnh gia đình qua, mình nghe thấy cái chuyện đó hoan hỷ lắm. Thành chiều Pháp Hòa có nói với quý vị đó, bây giờ cái mỗi một cái thời đại có những cái tốt người Việt đi vì những lý do khác nhau. Hồi xưa thời mình đi lý do khác, bây giờ các vị đi lý do khác, mà các vị sung sướng hơn, có phước báo hơn, đi không có phải khổ cực như ngày xưa. Một gì? Một sống chín chết, đúng không? Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta được gặp nhau trong niềm hoan hỷ hết. Rồi những cái gì mà chúng ta làm, mà chúng ta thành tựu được, chúng ta hoan hỷ hết. Có những việc làm trong cuộc sống mình thấy người khác làm bao nhiêu khó khăn mà ngày hôm nay hoan hỷ. Hai tuần lễ nữa ở Kelowna, chùa Tây Trúc, ngày 4 tháng 9 làm lễ hoàn nguyện. Thì các vị hỏi Pháp Hòa chứ sao không nói khánh thành, lạc thành. Pháp Hòa nói thôi, Pháp Hòa suy nghĩ kỹ rồi, mình làm việc nhỏ mà, phải không? Thì thôi bây giờ mình hoàn nguyện thôi. Nghĩa là gì? Hoàn tất cái tâm nguyện của mình. Đó là một sự hoan hỷ. Khánh thành nghe lớn quá. Mình làm việc nhỏ thôi, vậy mình dùng chữ đơn giản, hoàn nguyện. Lễ hoàn nguyện có nghĩa là thật ra nó một hình thức khánh thành đó. Nhưng mà hoàn nguyện là gì? Là cái niềm vui khi chúng ta hoàn tất cái tâm nguyện của mình. Pháp Hòa ví dụ như mình thấy hai chị em kia xích mích, mình tìm mọi cách mình hàn gắn. Bữa nay hai chị em vui vẻ với nhau rồi thì mình cũng hoàn nguyện rồi, phải không? Đó là mình hoàn tất cái tâm nguyện của mình, làm cho hai chị em đó đã hàn gắn lại với nhau. Cái ngôi nhà thờ đó bỏ phế 80 mấy năm, rồi cái cộng đồng Phật tử ở Kelowna suốt cả 5-6 năm trời, cả chục năm trời thai nghén cái tâm nguyện muốn xây một ngôi chùa. Mà rồi từ khi mua được cái cơ sở đó rồi để hoài cũng chưa đi được tới đâu.
Thì khi Pháp Hòa nhảy vô hốt hụi chót đó, tháng 5 2020, thì đầu năm 2020 là Pháp Hòa coi như là quyết chí là mình phải thực hiện cho đò rồi cái công việc đang dang dở đó. Chứ Pháp Hòa không phải là người khởi xướng, nhưng mà Pháp Hòa là người coi như là hốt hụi chót. Nhưng mà rồi cũng nhờ Tam Bảo gia hộ, nhờ Phật tử hộ trì, cái cuối cùng một ngôi nhà thờ cũ kỹ cả 80 năm bỏ phế ngày nay được tu chỉnh hoàn thành, một ngôi chánh điện, một ngôi chùa rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Tuy nó không lớn nhưng mà đủ để cho quần chúng Phật tử ở vùng đó mỗi tuần có nơi sinh hoạt trở về. Kể từ khi mà có cái chùa rồi, chủ nhật nào người Việt bắt đầu tập hợp về đó. Trước là tụng thời kinh, sau là ngồi ăn cơm, kế là tán dóc chọc chơi vậy. Nhưng mà có cái chỗ thì thôi, cái tâm nguyện của mình đã xong. Vậy thì trong cuộc đời mình không phải mình xây dựng một cái gì lớn lao mới gọi là khánh thành hay hoàn nguyện, mà quý vị hãy hoan hỷ giữa những cái tâm nguyện gì nhỏ dù nhỏ mình muốn mà đã xong. Ví dụ đưa con mình qua đây đi học, giờ mình thấy con mình nó chịu khó, nó học hành, nó thành tựu được rồi, mãn nguyện chưa? Hoàn nguyện rồi. Hoàn nguyện một giai đoạn, rồi giờ con mình nó bắt đầu nó đi làm rồi, có thể nay mai nó quen biết với người nào đó, rồi nó bắt đầu nó có thể nó cưới, nó cưới vợ, nó lấy chồng, thì mình hoàn nguyện cái bước thứ nhì là con mình nó thành gia thất. Rồi mai nay mai này nó cũng có con, sanh con ra tốt đẹp, mình cũng mãn cái nguyện. Nói chung rồi Phật tử mình cũng như thế. Mấy chục năm xây dựng chùa, ngày nay mọi việc nó đi vào khuôn. Mặc dù cái tốt, mặc dù cái tốt người cũ dần dần đi điện ông bà hết rồi rồi một tốt thì già bệnh, nhưng mà mình cũng mừng bắt đầu cái tốt trẻ từ từ đi tới để mà tiếp nối con đường của mình. Đó là cái tâm nguyện của mình. Cho nên á, Pháp Hòa cũng có một phần mãn nguyện là khi thấy các thầy mình đã dưỡng nuôi từ nhỏ, mình dạy dỗ và mình đem bao nhiêu cái tâm huyết của mình gửi gắm cho các thầy, và bây giờ mình thấy các thầy ít nhiều cũng phụ với mình trong cái tâm nguyện làm Phật sự hoằng pháp lợi sinh ở hải ngoại này. Cho nên Pháp Hòa cũng mãn được cái nguyện, tức là mình cũng hoan hỷ được những việc của mình làm. Thưa đại chúng, mình tập mình hoan hỷ từ cái việc nhỏ cho đến việc lớn thì tự nhiên con người mình nó cũng nhẹ nhàng ra. Thí dụ như con mình mới bắt đầu nấu ăn, mặc dù nấu không ngon nhưng mình thấy nó có thiện chí chịu khó nấu ăn là mình mừng rồi. Chuyện ngon dở tính sao, còn mình không có hoan hỷ chuyện đó, mình cứ focus, mình cứ chú tâm vô phải nấu cho ngon như mình vậy sao được. Cái quan trọng là mình phải tiếp nhận những cái bước khởi đầu của một người mới vào trong công việc đó, cái chỗ mà mình đáng hoan hỷ nên hoan hỷ, để mình có được cái tướng trạng hoan hỷ, để cái tướng trạng mình sống chân chánh. Thứ ba là gì? Đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ. Có nhiều khi có những cái cảnh khổ mà mình cần khởi cái tâm thương mình lại không khởi. Có những người người ta bệnh tật nhưng mà lúc đó mình nhìn mà mình không khởi tâm từ, mình trước bị lúc đó là sao, bao nhiêu cái bực tức nó xâm chiếm mình rồi, bao nhiêu cái hận thù nó chiếm mất đó. Mình nói sao, đáng đời chết là vừa. Những cái câu nói đó nó thỏa mãn những cái bực tức, những cái giận hờn, những cái oán thù của mình. Nhưng mà bảo đảm những cái đó chẳng qua mình nói là do cái tâm không hoan hỷ của mình nó xâm chiếm thôi, chứ trong chiều sâu của mình có thương, tại vì mình đã từng thương rồi, mình từng thương người đó rồi, nhưng mà tại người đó đã làm cho mình từ cái thương trở nên cái ghét, từ cái yêu trở nên cái hận. Cho nên yêu nó cũng ba chữ, hận nó cũng ba nét, ba chữ yêu hận nó sát bên vậy đó. Chữ nhẹ, trong chữ nhẹ nó vẫn có dấu nặng à, không? Cho nên trong cuộc sống của mình cái gì nó cũng chỉ là tương đối. Cho nên cái gì mà chúng ta thấy
đáng hoan hỷ nên hoan hỷ. Thấy ai làm việc gì tốt đẹp nên hoan hỷ, hơn là mình không hoan hỷ với những việc làm của người. Có đôi khi á, mình phải thấy cái con đường dài, mà đừng có phiền não chi những cái sự việc nó nhỏ nhoi. Tại vì nhiều khi á, mình đánh đổ một con người, mà trong cái đó mình biết người này có khả năng làm những công việc lâu dài hơn, thì mình hoan hỷ được cái đó, nó nuôi dưỡng dữ lắm. Cho nên đó, mình thấy con mình đó, nó nhiều khi nó còn trẻ, nó làm những điều sai, nhưng mình đâu có bỏ con mình đâu. Mình luôn luôn làm sao kéo lại, vì mình biết đây chỉ là cái giây phút, do hoàn cảnh, do tuổi tác, nó mới lớn lên, nó ăn nghỉ chưa có tới, rồi nó bị bạn bè xấu chiêu dụ thôi. Chứ nếu mà mình đem hết tấm lòng của mình thì thế nào ít nhiều mình cũng kéo con được của mình. Mà nhiều khi mình đeo như nó 20 năm mà vẫn tiếp tục. Tại vì sao? Vì đó là cái tâm từ của người mẹ đối với con. Thì chúng ta cũng làm sao có cái tâm từ đối với chúng sanh như vậy. Đáng khởi tâm từ, không khởi tâm từ. Đáng xấu hổ thì không xấu hổ. Cái chuyện mình đáng cần phải hổ thẹn nên hổ thẹn. Cho nên tại đây Pháp Hòa đưa một cái ví dụ ha. Con người của mình á, mình có cái văn hóa. Chữ văn hóa là gì? Là mình biết đem những cái đẹp đi vào trong cuộc sống. Văn hóa là nét đẹp chứ không có gì hết đó. Cho nên người Việt Nam có văn hóa của người Việt, người Mỹ có văn hóa người Mỹ. Tức là mỗi quốc gia đều có cái đẹp của quốc gia đó. Và cái văn hóa của chúng, của con người là gì? Chúng ta biết có một cái đẹp là chúng ta biết tàm quý xấu hổ. Vì biết xấu hổ cho nên mình làm gì? Ngủ dậy phải đánh răng súc miệng, phải rửa mặt. Hằng ngày là phải quần áo mình phải mặc để làm gì? Để che thân. Mà khi mình che thân á, tức là mình không lộ những cái tướng thô xấu hổ. Cho nên mỗi ngày phải mặc quần áo, phải đánh răng súc miệng, phải rửa mặt, phải làm cho mình được sạch sẽ thơm tho, để mình đủ tự tin và đứng trước mặt mọi người mình không xấu hổ. Và cái người mà đôi khi mình để tránh đi cái sự gọi là mà quá đáng, thì đôi khi nói gì mình biết, sợ mình lỡ lời, mình nói xin lỗi cho tôi nói này, xin lỗi cho tôi được trình bày kia. Rồi mình sau khi xong rồi mình còn kết thúc cái buổi đó, mình nói hôm nay tôi có làm gì sai, xin quý vị hãy hoan hỷ cho tôi. Đó là mình giữa con người với con người. Rồi đối với Tam Bảo, mình có hối lỗi mỗi ngày không? Bằng hình thức sám hối đó. Cho nên trước Tam Bảo mình thốt lên những lời sám hối đó, rồi mình bày tỏ những cái đó là gì? Mình nhận diện những cái sai, và mình tàm quý xấu hổ, mình sám hối. Cho nên trong cuộc sống, một trong những cái đẹp đó là chúng ta biết tàm quý. Chuyện gì nên nói, câu gì mình nên nói, mà lỡ lời mình nói thì mình phải biết xin lỗi. Và vì đó là cái văn hóa. Con người là cẩn thận lời nói, nhưng mà bảo đảm cẩn thận cỡ nào cũng có những lúc nó sơ suất. Cho nên rồi cuối cùng chúng ta phải có cái lời xin lỗi. Đó là cái cách, và đó là cái văn hóa, cái đẹp. Mà nếu chúng ta có được như vậy, chúng ta luôn luôn thể hiện sống một cách chân chánh, không có lệch lạc, không có tà. Chữ tà là gì? Là lệch. Chữ chánh nghĩa là ngay. Người chân chánh ngay thẳng là luôn luôn thấy lỗi và xin lỗi. Còn người mà tâm mà chưa có bằng lòng với, có nhiều người có lỗi nhưng mà không nhận lỗi. Một là có thể không biết lỗi. Hai là biết lỗi nhưng mà tại bản chất là thích, bản chất tự ái cao, không bao giờ chấp nhận xin lỗi ai hết. Hoặc là thậm chí lờ luôn cái lỗi của mình, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà người Mỹ làm lỡ gì? Excuse me. Rồi nếu mà số đông nữa, excuse us. Rồi đó là cái văn hóa. Mà chính người có văn hóa như vậy, cho nên lỡ mà tao có làm gì sai, mà tao thốt lên cái lời đó trước, cái tự nhiên cái người này người thông minh,
Người biết nói lời xin lỗi trước để không làm ai phiền trách mình. Cái cuối cùng là gì? Nghe lời lành thì để ý. Thường thường á, mình nghe cái lời lành đó, mình để ý nhưng mình mau quên nó. Nhưng mà cái lời mà không lành đó, ví dụ như ai đang nói gì rù rì, mình hay để gì? Để ý nghe có nói gì. Mà mấy câu đó nó nhớ dai dữ lắm. Đó là sao? Đó là cái tập nghiệp của chúng sanh chứ gì đó. Cho nên tại sao chúng sanh mình gọi là cuộc sống của chúng là kiếp trược, phiền não trược. Phiền não là gì? Là những cái gì nó làm rối tâm mình đều là phiền não hết. Mà chúng sanh mình biết phiền não nhưng mà hay đi tìm những cái phiền não đó. Quý vị mà nghe ai nói gì xa bên rù rì bên dắt coi, cái là tự nhiên có khuynh hướng để tay vô sát chết nghe khỏi nói gì. Đi ngang thấy người ta gặp mình nói rù rì, cái để ý coi nói gì. Có phải mình đi tự đi tìm chuốc cái phiền não đó? Đó rồi đó là mình nói những cái chuyện mà nhỏ nhỏ ha. Rồi cái chuyện mà người ta, thí dụ người ta nói thẳng thừng với mình coi, mình cũng sẽ dính vào những lời nói đó để làm cho mình khổ đau ngày này qua tháng khác. Mà trong khi đó, hỏi có nghe pháp không? Trời, tôi nghe mỗi ngày. Trong bếp tôi cũng nghe nè, trong xe tôi cũng nghe nè, nấu ăn tôi cũng nghe, quét nhà tôi cũng nghe, ngủ tôi cũng nghe luôn. Mỏi nhớ gì không? Tại vì sao? Tại vì chúng ta khó mà để ý cái lời lành. Mặc dù thích nghe nhưng mà chúng ta không ghi nhớ được điều lành. Vì vậy mà chúng ta bị phiền não nhiều hơn. Cho nên đó, mình phải thấy cái tập nghiệp của chúng sanh. Cái tập nghiệp là gì? Cái thói quen. Tập nghiệp là cái thói quen mà chúng sanh mình thường hay huân tập để cho nên mình thành một cái xấu, một cái bệnh đi. Ai lớn lên biết hút thuốc đâu, mà hỏi đi học đều biết hết, hút thuốc, nám phổi. Vậy mà lớn lên cái tự nhiên đi kiếm thuốc hút mà. Hút điếu chưa đủ, hút hai điếu, hút riết cho nó ghiền. Ghiền rồi chẳng những gì, bỏ tiền ra mua độc tố để về nám phổi, rồi bỏ tiền ra mua độc tố về cho nó cháy gan. Có phải là mình đi mua phiền não, mua bệnh tật, mua khổ đau? Và trong khi đó có những cái nó free. Chùa để kinh sách free, ai lấy đâu? Còn cái gì mà mình phải trả tiền mà nó làm cho mình buồn khổ theo nó thì mình thường chạy theo. Cái đó không có gì tội lỗi cả. Nhưng chúng ta nói để chúng ta thấy cái cách sống của chúng sanh và vì sao chúng ta khổ. Chúng ta khổ là tại vì mình thường bỏ đi những cái vui an nhàn tĩnh lặng mà mình chạy theo những cái thú rộn ràng phiền não để nó làm cho mình dây dẫn khổ đau. Đó là cái tập nghiệp của chúng sanh thôi. Vậy thì bây giờ mình tu tập để làm gì? Hồi sáng mình nói đó, tu là sửa đó. Mà mình trước hết là phải thấy rõ cái gì để sửa. Đó là chúng ta thấy được cái cách sống của chúng ta. Khi mình thấy được cách sống của mình, mình nhìn lại cách sống của mình để mình chỉnh đốn lại thì gọi là sửa. Thường thường mình để ý con mình nó mới sanh, hễ đứa nào mà đi nhón gót là mình la, mình thậm chí mình còn đánh nó nữa. Để chi? Để nó bỏ cái tật đi nhón gót. Tại vì đối với quan niệm của mình là mình con đi nhón gót là không tốt. Hỏi sao không tốt? Khổ. Hay là mình nói cách khác là nói đơn giản thôi, đi nhón gót là tướng xấu. Cho nên mình tìm mọi cách mình chỉnh đứa con mình không cho nó đi nhón gót. Hồi nhỏ mà thấy đứa nào mà cầm tay trái nè, cầm đũa tay trái nè, cầm viết tay trái là đánh. Đánh đến khi nào nó bỏ được cái cầm tay trái nó. Bị gì mình quan niệm là phải cầm tay phải. Đó là mình nói ví dụ vậy. Tức là mình thấy cái gì mình không đúng là mình phải chỉnh cho nó đúng lại. Mình treo một cái gì á là mình phải treo cho thật ngay. Ví dụ như mình treo cái hào quang hay là mình để tượng Phật, ai mà để méo được, phải chỉnh. Dù một chút cũng phải chỉnh. Thì mình ở đây phải là đưa một cái ví dụ là có những cái chúng ta rất muốn chỉnh cho ngay thì chúng ta phải chịu khó đo đạc nhìn ngắm. Thì
Bản thân của chúng ta cũng thế. Muốn được chỉnh đốn là phải đo đạt, nhìn ngắm làm sao để mà chúng ta chỉnh. Bằng chứng nè, sáng nào mà không đứng trước kính ngắm, nhìn là phớt phớt thôi nha, còn ngắm nó mới nghía. Mình có ngắm thì người ta mới nghía. Nghĩa là mình đứng trước cái kiến á, là mình ngắm mình cho kỹ. Tóc make sure là phải đẹp nha, chải cho nó ngay nha, trên cái cà vạt thắt sao cho nó đúng, áo mặc sao cho đúng. Các thầy tu cũng vậy thôi, đắp cái y lên cũng phải ngắm chứ, ai mà tròn lên đi ra ta tưởng quấn gấm mền. Đắp cái y phải chỉnh cho nó ngay, người ta nhìn mình đắp cái y mà nó có cái tướng, nó thể hiện được cái tăng tướng trên cái lá y của mình. Có nhiều khi mình đắp cái y mà mình không để ý, rồi đắp vô nó quằn quện, nó nhăn nheo, rồi nó tuột, nó nhìn giống như tấm vải mình tròn vô vậy. Cho nên một người tu cũng thế thôi, mình mặc cái áo, mình đắp cái y cũng phải ngắm. Mặc dù mình gài cái nút, nó lệch có một nút thôi, mà ra đường thế nào ai thấy cũng chỉ sửa lại cái áo. Mặc dù nó cũng là một hàng nút mình gài, nó chỉ lệch một nút thôi, người ta cũng thấy liền. Thế mới biết tại sao tờ giấy mà cầm lên mà cả tờ giấy không ai thấy, mà chỉ thấy chấm đen trên tờ giấy. Cả cái áo đẹp không ai đấy vậy để nút gài không đúng thôi. Mình mới thấy không? Đó là cái cách tập nghiệp của chúng sanh. Cho nên hàng ngày chúng ta thấy, cho nên mình muốn thấy được mình không gì hơn là mỗi ngày phải trở về. Vì vậy mà có thiền sư người Việt Nam của mình, ngài đề xướng một cái pháp tu không? Pháp tu của ngài là gì? Mỗi ngày phải nhìn ngắm lại mình, phải quán chiếu soi rọi lại mình, vì đó là bổn phận chính yếu của mọi người. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Soi lại chính mình là cái việc làm, là cái bổn phận của chính mình, mà không phải từ bên ngoài mà có được. Không ai ngắm mình bằng mình tự ngắm. Mà để cho người ta cứ tối ngày cứ ngắm nhìn mình hoài á, phải không, là người ta có chỗ để người ta chê. Cho nên á, thế nào rồi mình trước khi mình bước ra sân, ra cửa, đi làm, đi học, đi đâu, chưa thế nào cũng phải bước vô kiến nhìn cho ra, để đủ tự tin chứ. Đủ tự tin chứ. Pháp Hòa thấy có nhiều đứa nó còn vui nữa nghe. Nó không biết, nó muốn tới nói chuyện với ai, cái nó tự đưa tay lên miệng, nó khà ra cái. Nếu mà cái mùi hôi nó bát trở lại, nó biết nó bad breath rồi, nó phải đi tiếp. Nó rất là thực tế vậy đó. Trước khi nó tới nói chuyện mình, nó đứng khà miệng cái, nó make sure là mình đủ tự tin mình mới dám đứng tới gần người khác nói chuyện. Thì như vậy mình mới thấy rằng đó, rõ ràng trong cuộc sống mình có lúc mình phải nhìn lại mình mà. Và đó là mới có tu tướng thôi, thấy không? Tu cái tướng thôi. Thì bây giờ mình nhìn lại mình để mình thấy cái tâm. Mà mình thấy được cái tâm mình thì mình chỉnh sửa được cái tâm mình, thì tâm tướng mình nó tương ưng. Tâm tướng mà nó tương ưng á, thì ta nói sao? Nội dung hình thức viên mãn, trình bày dĩa ăn đẹp, món ăn nấu ngon, nhà hàng nấu rất ngon, service rất dễ thương, cái áo rất đẹp mà người biết mặc cũng đẹp, cái son nó đẹp nhưng biết cách thoa nó mới đẹp, cái kem lotion thoa lên mặt mà dính bệt bệt, người ta cũng phải nói cho mình biết là mình phải làm sao cho nó tan đều ra. Chỉ có vậy thôi. Và tu tập nó chỉ có đơn giản là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là mỗi ngày đây là sự thật. Và chúng ta đừng, mặc dù cái tướng nó chỉ là cái bề ngoài, nhưng cái bề ngoài nó cũng có được cái phần hấp dẫn của nó, và nó cũng có cái công năng, có cái hiệu lực của nó, để nó làm sao mà nó chiêu cảm được con người. Quý vị thấy bất cứ ở đâu, nó đều phải có những cái hấp dẫn để nó chiêu cảm mình. Nhưng nếu cái thiện hấp dẫn thì mình chiêu cảm thiện. Cái xấu nó hấp dẫn, nó chiêu cảm xấu. Thường thường casino là đèn dữ lắm, để chi nó làm nổi bật.
Nói vật mà người nào mà có cái tâm đó thì đi tìm. Cho nên những quán bar, những cái nơi chốn nào mà nó có tính cách nó nhộn nhịp, nó chiêu dẫn con người, nó phải có những ánh đèn. Mà ánh đèn như thế nào để nó chiêu cảm? Cho nên người ta hay nhắc mình khi mình sắp mất phải khai thị và phải luôn luôn quán tưởng đến cái ánh sáng nhẹ nhàng trong sáng của Đức Phật. Tại vì khi mình đi sắp vào cảnh giới đó thì có rất nhiều những ánh sáng nó có thể nó chiêu cảm mình. Và có những ánh sáng nó sẽ đưa mình tới cái chỗ lầm, chỗ đọa lạc, chỗ khổ đau. Cho nên vì vậy mà nếu mình đủ duyên, hàng ngày mình quán tướng Đức Phật, quán ánh sáng trong lành của Ngài, quán cái ánh sáng hiền diệu của Ngài, hay quán hình ảnh của Phật. Tại vì nếu không thì những hình ảnh khác nó có thể nó lôi kéo mình. Vì đó là một trong những cái cách mình tịnh tâm bằng cách là quán tướng Phật. Thí dụ mình thích Đức Quan Âm, thường quán hình ảnh Đức Quan Âm. Mình thích Phật Di Đà, thường quán hình ảnh Phật Di Đà. Mặc dù nó là cái tướng phụ thôi, nhưng mà có một giây phút nào đó cái tướng đó rất là giúp mình. Hôm qua có một em, nó viết cho qua một lá thư. Thì cái em này thường nó từ nhỏ tới lớn là nó hay đi chùa lắm, nó hiền lành lắm, nó hay lên nó hỏi chuyện Phật Pháp này kia. Thì nó hôm qua nó viết cho qua cái thư, nó nói: Thầy, tối hôm qua con chiêm bao, con thấy Thầy dẫn con đến một thánh tích, mà con với Thầy quỳ xuống lại thánh tích đó, và con với Thầy cùng khóc, khóc một cách nghe là nức nở, mà hình ảnh rất là đẹp. Mà đến khi con giật mình dậy, cái hình ảnh đó vẫn còn ở trong tâm thức của con. Thầy ơi, con chưa bao giờ suy nghĩ tới những cái chuyện này, mà tự nhiên bữa nay đâu nó xuất hiện trong giấc chiêm bao này. Và con nghĩ rằng con có cái thiện duyên với Phật Pháp, con mong rằng Thầy đừng bỏ con, và hy vọng một ngày nào đó khi con muốn trở về với con đường tâm linh này, Thầy là người tiếp nhận con, dẫn dắt cho con. Nó viết cho Hòa một cái lá thơ bằng tiếng Anh, tại vì nó không biết tiếng Việt. Nhưng mà ở đây Hòa mới nói, tất cả cái tướng nó đều là tạm, nhưng mà có những cái tướng lành giữa tạm. Mặc dù là tướng tạm, nhưng mà giữa lành và xấu chúng ta tiếp nhận cái thiện chứ, phải không? Tướng đẹp cũng già, cũng nua, cũng bệnh hoạn, cũng chết. Tướng xấu cũng già, nua, bệnh hoạn, chết. Nhưng mà đa số mình vẫn thích đẹp à. Đó. Như vậy thì với một cái tâm sống hoan hỷ và tâm sống không hoan hỷ, cả hai đều chết. Nhưng mà hoan hỷ lúc nào cũng dễ thương hơn, chết nhẹ nhàng hơn. Với một con người sống tiếp xúc với mọi người mà tâm lúc nào cũng tự tại, ung dung, nhẹ nhàng trước mọi cảnh, mọi duyên, mọi người, mọi việc, với một người đụng đâu chấp đó, câu có mâu mó, thì mình sẽ thích tiếp xúc một người này hơn. Cho nên đó là cái cách mà chúng ta hành trì. Đức Phật ấy, mặc dù Ngài không bao giờ dạy các thầy vận thần thông, nhưng mà có đôi lúc cần phải vận thần thông vì giáo hóa độ ai đó. Đó. Bà có kể câu chim kể, có cái bà đó bà keo kiết lắm, mà các thầy muốn độ cho bà bố thí để mà bà xả cái tâm keo kiết. Thậm chí Ngài Mục Kiền Liên vận thần thông lấy cái ngón chân hất cái nhà của bà, lật ngược lại cái nhà nó quay nó muốn sập như nè. Bà nói: xin tôn giả ngừng tay, sau khi nhà tôi không sập tôi sẽ quy y. thì cái nhà bà ngưng lại, bà nói: tôi không quy y. Rồi cho bà thấy cảnh khổ, rồi bác phát nguyện tu, nhưng mà khi mà trở lại cũng không tu. Tự nhiên ngày bà gặp Ngài La Hầu La, bà tự bà phát nguyện bà tu. Đức Phật mới nói, các thầy mới nói: ủa sao kỳ vậy, những bậc cao túc của Đức Phật mà còn không độ được, mà tại sao Ngài La Hầu La độ được? Đức Phật nói: không có gì ngoài cái duyên. Và trong vô lượng kiếp, bà này từng là mẹ của Ngài La Hầu La. Cho nên đời này mình gặp nhau á, mình thương quý nhau, mình kính trọng nhau, mình gần gũi nhau, mặc dù là bạn thôi mà thân thiết, mình biết chắc một điều rằng cái này không phải mới duyên đời này. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã là bà con quyến thuộc của nhau. Pháp Hòa gặp quý vị ở đây là hơn, năm nay là đúng 20 năm nè.
Mình đời trước không bà con quyến thuộc đâu dính tới giờ. Phải bà con. Nhiều khi đời trước em hẹn sao em đi luôn. Cho kia đến kiếp này ví dụ lại. Có những pháp hội Pháp Hòa nói cả 1-2 ngàn người nghe, nhưng mà về Hải Đức hay về Cà Lô Đà hay về Chánh Tâm hay về những cái vùng nhỏ hơn, đôi khi chỉ le hoe có mấy người, nhưng mình đâu có bỏ đâu, phải không? Tại vì tất cả các duyên đều là duyên hết, dù nhỏ hay lớn đều là duyên thiện. Mình gặp nhau để mình nói Phật Pháp chứ đâu phải để cái lộn, phải không? Thành nữ ra nên trân quý các duyên mà chúng ta gặp được, và nên tiếp nhận những gì trong cuộc sống, phải không? Chuyện đáng hoan hỷ nên hoan hỷ, chuyện đáng mừng nên mừng, chuyện đáng tán thưởng nên tán thưởng. Và chúng ta làm sao cái thiện lành nó tăng trưởng trong cộng đồng, trong đại chúng, để cho cái pháp ác, cái pháp phiền não mỗi ngày nó lui đi. Mình sống với nhau, mình biết giữa hai người kia có những cái trục trặc, đừng chế thêm, đừng có tác thêm nữa, vì đó là pháp bất thiện. Và đời nào mình tạo duyên này thì thế nào rồi, trong cảnh, trong một lúc nào đó đủ nhân duyên, mình cũng sẽ trở lại gặp cảnh đó. Cho nên tại sao cái thầy tỳ kheo kia đi tu 7 lần mà mới được đó, là tại vậy đó. Ông không có khuyến khích người tu, mà ông xúi người ta ra đời mà. Cho nên rồi á, đủ duyên ông trở vô ông tu, nhưng mà chính cái đường tu của ông trục trặc, phải gặp nhiều cái khó khăn, vậy phải thôi. Cho nên mình tạo cái duyên lành cho nhau vẫn tốt hơn. Rồi chúc đại chúng an lạc, làm sao mỗi ngày có được cái tướng trạng tốt ở nơi mình, bằng cách là chuyện đáng cười, chuyện đáng hoan hỷ, chuyện đáng tán thưởng, đáng khởi tâm từ, nghe lời lành nên ghi nhớ. Mà không nhớ lời lành thì mình sẽ nhớ những lời khổ, và chính lời lành nó giúp cho mình được tăng trưởng. Thí dụ quý vị học thuộc một vài bài kệ tốt lắm, để giúp cho mình mỗi ngày trong cuộc sống. Ai làm receptionist thường nghe điện thoại, nên viết cái bài kệ để ngay cái chỗ điện thoại. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêm. Viết cái bài kệ đó dán ngay cái phone, để mỗi lần mình, trước khi mình nhắc cái phone lên, mình trả lời ai đó, thì cái bài kệ nó đi ra, nó nhắc nhở mình, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêm. Còn các vị mà mình hay thỉnh chuông, thỉnh mõ, tụng kinh cho đại chúng nghe đó, mình luôn luôn tâm nguyện rằng, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Nói được như vậy rồi, cái tiếng chuông của mình nó sẽ nhẹ ra, mặc dù mình nãy mình vừa cầm dùi lên với đầy sự phiền não, bực bội lắm, nhưng mà nhờ hai câu đó nhắc mình, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Anh làm sao đó, làm tiếng chuông anh mà nghe người ta bực bội, người ta nói trời ơi, tôi nghe tiếng chuông tôi nghĩ tu luôn, tôi muốn là mình có lỗi. Tiếng chuông mình phát ra như thế nào để mà người khác thấy được cái sự bình an từ cái nội lực của mình. Chúc đại chúng an lạc. Pháp Hòa nói là để coi mình, vị nào chưa đi thăm Trúc Lâm thì mời quý vị đi thăm Trúc Lâm. Nhưng mà hỏi thầy Đức Tạng, thầy nói là thầy không có sắp xếp xe được, tại ngày mai xe rất là bận, tất cả xe của chùa là phải trực ở ngoài phi trường hết, để đưa đón những Phật tử ở phi trường. Cho nên cái việc mà đưa quý vị về Trúc Lâm khó thực hiện lắm. Thì quý vị mới đầu hớn hở lắm, rồi nghe tin này xong rồi thất vọng quá. Không sao, nhờ thất vọng tối về ngủ ngon. Chứ nếu mà ngày mai nôn đi cái tối nay không ngủ nữa. Cũng giống như có nhiều vị nôn đi ra phi trường, đi Tây Thiên cả đêm trước đâu có ngủ. Thành thử bữa nay mệt rồi về ngủ đi, còn ngày mai tùy duyên, có xe thì mình đi. Nhưng mà nếu mà ngày mai mình xin hỏi các vị Phật tử ở xa đến, mà các vị không có nằm ở trong cái ban đưa đón đó, mà các vị có xe thì mình sẽ đi. Và mình đặc biệt là mình ưu tiên cho những người lần đầu tiên đến đây. Ai lần đầu tiên đến đây thì mình ưu tiên cho các vị được đi. Ủa em đâu có hỏi. Mẹ là sợ mất phần. Cái điều thứ ba mà Phật dạy là gì? Hãy thường cẩn thận sợ hãi.
Sợ hãi gì biết không? Cẩn thận. Cẩn thận là mình tế nhị. Mình sợ hãi đây á, Đức Phật không có biểu mình là cái gì cũng phải sợ. Nhưng mà thí dụ sợ bệnh cho nên đi ngủ đúng giờ, ngủ sớm, khuya không dám ra ngoài đường sợ lạnh. Mình sợ bệnh thì mình phải phòng hộ. Cái chữ sợ đây là vậy. Đức Phật nói trong kinh có những điều cần sợ. Trong đó có một điều là sợ tội lỗi. Và sợ tội lỗi cho nên không dám làm lỗi. Cũng như người sợ bệnh thì không dám ăn, uống hay là đi ra đường không có cẩn thận. Hãy phục tùng các bậc tu phạm hạnh. Phục tùng là gì? Nghe lời. Quý vị biết là khóa tu nào nếu mà mình ít thì mình dễ, còn mình đông quá thì mình sẽ khó. Từ các cái khâu, các cái công việc chia phòng nè, chia phòng là một cái khó khăn vô cùng. Tại vì mình phải chia làm sao mà người có thể ngủ ở dưới và người có thể leo lên trên cái giường tầng. Mà nó khổ một cái là cái người mà không thể leo á thì muốn đi chung với cái người này với người kia cho nó cực khổ vô cùng. Chữ ở đây không phải là nói như vậy, không có phải là quý vị phải nghe lời như vậy, nhưng mà mình có thông cảm. Nhưng mình có quyền mình request, tức là mình à, bây giờ tôi đau chân thì giải quyết cho một người đau chân. Tôi đau chân nhưng mà tôi muốn nguyên nhóm không đau chân đi theo thì cái này hơi khó. Người nào có cái nhu cầu khó khăn thì mình sẽ cố gắng mình giải quyết. Nhưng mà ở đây nếu mà điều kiện gì mà mình có thể mình du di, mình tùy thương được thì dễ dàng cho các vị làm việc. Năm nay Pháp Hòa được biết á, là cái cách của Thầy Đức Tạng phải đi đón á, là vì á, có những vị đến á, xe quý Phật tử nhỏ quá chở không được. Thành thử một nhiều khi một người tới mà phải hai ba xe nhỏ đi. Thì bây giờ Thầy cái cách của Thầy là Thầy phải mướn xe bus. Mà đã mướn xe bus thì một lần phải mấy chục người, cho nên buộc lòng những vị mà đến sớm á, phải chịu khó ngồi chờ. Có ai bị chưa? Vị nào đến sớm thì phải ngồi chờ một vài tiếng. Vì cái số lượng phải chờ vậy đó, cho nên mình phải làm bánh mì để mình tiếp tế cho các vị ăn bánh mì ở phi trường ngồi chơi, chờ những vị đến sau để mình đi chung một chiếc xe bus. Nhưng mà quý vị biết là xe bus là họ không cho mình mang hành lý lên, cho nên mấy thầy phải lái những chiếc xe nhỏ của chùa, xe truck để chở hành lý riêng. Thành thử ra mình khi mình nhìn cái tổng thể, mình mới thấy rằng cái sự làm việc nó khó khăn lắm. Tại vì mình ở đây là mình ở xa, và mình không có nỡ để cho quý vị tự túc, quý vị kêu xe về đây. Chứ còn nếu mà bây giờ mà đường cùng quá, ai muốn đi tu tự lo thì lúc đó mình còn mệt hơn, phải không? Thành tử Pháp Hòa phải năn nỉ mấy thầy thôi, mấy đứa ráng đi đón. Thành tử ra quý vị cũng chịu khó một chút, chịu khó một chút, mình ở đó mình chờ. Nhưng mà chờ mà mình biết rằng có người đưa còn hơn mình chờ ở phi trường, ở một cái những cái chỗ khác bị delay. So ra ngồi đây có Thầy Đức Tạng còn hơn mình ngồi ở phi trường, nào biết ở đó không biết chừng nào mới được bay tới. Ít nhất mình cũng biết là mình đã tới nơi an toàn rồi, chỉ cần chờ xe về chùa thôi. Trong cái khóa tu mùa hè nào cũng vậy, có rất rất nhiều các em, và nó có nhiều khó khăn trong cuộc sống đó. Và mỗi đứa lên gặp Pháp Hòa để chia sẻ đó, thì Pháp Hòa hay lấy những hình ảnh của cuộc sống, như là đi xe, đi máy bay, thế này thế kia, để Pháp Hòa nói chuyện với mấy em. Tại vì mấy em, Pháp Hòa muốn cho mấy em nó cái hình ảnh thực tế trong cuộc sống, để làm sao mà các em có thể hội nhập được. Chứ mình không có lý thuyết, đem giáo lý ra nói nhiều quá thì các em nó chỉ nghe giáo lý thôi mà nó không có thấy được những cái hình ảnh thật sự.
Cho nên các em, có nhiều em nhẹ lòng được là nhờ những lúc nói chuyện thì Pháp Hòa đem hình ảnh của cuộc sống, từ những cái việc nấu ăn, đi xe, clean up, dọn dẹp, bất cứ cái gì đụng cái chuyện đó, Pháp Hòa suy nghĩ ra được cái cách thí dụ để cho các em nhẹ lòng và thấy được, đem cái đó vào được trong cuộc sống. Thường thường ở trong đạo, các vị nào lớn thì mọi người gọi là thượng tọa, rồi ở giữa nữa mình kêu là trung tọa, rồi nhỏ nữa mình kêu là hạ tọa. Cho nên nói tắt là thượng trung hạ tọa, chứ còn nói đủ chữ là thượng tọa, trung tọa, hạ tọa. Giống như mình nói thượng quý, trung quý và thiếu quý vậy đó. Thì ở trong chùa tùy theo cái số tuổi, cái năm tu. Cho nên á, các vị mà đến trong khóa tu á, sẽ có một thầy chịu trách nhiệm đi xin tuổi hạ, đi xin năm thọ giới của các vị tỳ kheo ni, các vị xuất gia. Để làm chi? Để khi đi vào trong trai đường á, mình xếp ghế ngồi theo cái năm thọ giới, thường trong chùa gọi là tuổi hạ. À, vị nào thọ giới trước ngồi trên, vị nào thọ giới sau ngồi dưới ghế, hai ghế, ba ghế gì đó. Thì lúc nào trong khóa tu, dù là an cư kiết hạ hay là khóa tu, thì các vị đều sắp xếp các vị xuất gia ngồi theo thứ lớp như vậy. Để làm chi? Để cho người nhỏ biết thượng, trung, hạ, tòa. Và Tổ Quy Sơn cũng hay vở đó: bất kính thượng, trung, hạ, tòa, Bà La Môn tụ hội vô thù. Không có biết kính nể người trước, tập hợp ngồi không có cái sự cẩn trọng. Cho nên thí dụ quý vị thấy một thầy nhỏ không có dám đứng ngang hàng với thầy lớn, mình biểu xích lên, xích lên, các vị cứ nhích nhích mà không dám lên. Tại vì các vị đó có học luật, hiểu rằng mình nhỏ mình không có được, không có dám đứng ngang với cái người lớn hơn mình. Nếu mà những vị đó là lớn hơn chừng một vài hạ huynh đệ thì không sao, nhưng mà những bậc thầy của mình lại càng không dám. Cho nên đó là cái mình nhìn vô mình biết được các vị có hành trì, có học phép. Cho nên phục tùng các bậc thượng, trung, hạ, tòa, tức là mình ở trong chúng vậy đó. Thí dụ như trong chúng á, quý vị đi vào xuất gia gieo duyên đó, có những vị chúng trưởng, thì các vị nên nghe theo cái sự sắp xếp của các vị chúng trưởng đó. Các vị đó là làm theo cái ý của quý thầy trong ban tổ chức, rồi về truyền đạt lại cái ý đó cho các vị trong nhóm, trong phòng. Và các vị nên nhớ là các vị chúng trưởng là làm việc theo sự sắp xếp của các thầy lớn ở trên nữa. Ở trong luật á, có chia ra thượng tọa có ba loại: sinh niên thượng tọa. Sinh niên là cái gì? Đủ tuổi. Thí dụ như vị đó là 40 tuổi đời, 20 tuổi hạ, đó là sinh niên tuổi, sinh niên thượng tọa đó. Còn có một vị thượng tọa nữa đó là thế tục thượng tọa, tức là người ta gọi vị này là thượng tọa chứ thiệt sự là không phải, nhưng mà tại vì có quyền, có thế, có tài sản gì đó người ta gọi. Nhưng mà có một cái nữa là pháp tánh thượng tọa. Pháp tánh thượng tọa là gì? Mặc dù vị này tuổi còn trẻ nhưng mà đạo đức cao, cho nên trong lòng họ kính trọng cái vị đó như một vị thượng tọa. Như một vị, chữ thượng tọa đây mới là chức vụ nha. Cái người mà có cái năm tháng dày trong sự tu tập và hiểu biết. Trong luật còn chia ra nữa đó, cái vị mà thượng tọa phải có đủ 10 pháp mới được gọi là thượng tọa. Cho nên mình nhiều khi mình suy nghĩ đơn giản là cứ tu vô chùa tu ở đủ 20 năm, được 40 tuổi đời cái mình được tấn phong, thì cái đó chỉ là sinh niên thôi. Còn pháp tánh là nó căn cứ vào cái đạo hạnh mà chúng ta được mọi người kính trọng. Đức Phật dạy tiếp: vì sao? Vì nếu có tỳ kheo sống không cung kính, không buộc tâm, không cẩn thận sợ hãi, không phục tùng các vị tu phạm hạnh thượng, trung, hạ, tòa khác, mà muốn được đầy đủ các oai nghi,
thì không hề có trường hợp đó. Nếu mình không có bốn điều, không có bốn việc, tức là không cung kính nè, rồi gì nữa, không có buộc tâm nè, không có cẩn thận và sợ hãi nè, không phục tùng các vị phạm hạnh nè, bốn điều này không có mà muốn có đầy đủ sự oai nghi phép tắc trong việc tu hành là không thể có. Cũng giống như một em học sinh đi vô trường mà không cung kính thầy bạn, không có chịu học hành tốt, không có biết nghe lời phục tùng các thầy của mình, và không có cái sự mà gọi là thúc liễm, thích đi chơi thì thích, muốn vô trường lớp, muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn đứng dậy đi ra lớp lúc nào ra, thì làm sao cái em học sinh đó được đầy đủ là một học sinh. Cho nên một người xuất gia, một người tu tập cũng đủ bốn việc. Đó, quý vị để ý coi, mình mà không cẩn thận dễ sanh phiền giận với nhau lắm. Mình không cẩn thận thì dễ sanh phiền giận với nhau. Mình không có tâm cung kính thì người kia cũng dễ giận mình. Tại nhiều khi cái người lớn, người ta có những cái chấp của người lớn, người ta dễ trách người nhỏ sao không có sự cung kính. Cho nên có bốn việc phần có ha. Rồi mình tu mà mình không có buộc tâm. Có nhiều khi người đó được cái này, mình không được. Thử coi mình có kiểm soát cái tâm mình, mình có khởi lên cái sự ganh tị không. Mà có thì mình buộc cái tâm đó, tu cái tâm đó. Ngày hôm qua có một đạo hữu lên thăm chùa, thì ngồi ăn cơm thì đạo hữu đó mới nói: trời ơi, con thấy các vị khắp nơi về đây chăm sóc lo lắng cho tu viện Tây Thiên, trong những ngày tu này con xấu hổ quá, con không có lên giúp được gì hết. Pháp Hòa mới ngồi đó chơi và nói: đã nãy giờ cũng giúp được tô cơm rồi đó. Và cái thứ hai là gì? Người ta làm việc Phật sự người ta hoan hỷ, mình thấy người khác làm Phật sự mình tùy hỷ. Người làm hoan hỷ, người không làm nhưng thấy người khác làm hoan hỷ. Thì như vậy cái người hoan hỷ có phước không? Người tùy hỷ có phước không? Có, tại vì tâm tùy hỷ thì nó đẩy lùi cái tâm ganh tị. Còn nếu như mà nói: trời ơi, nghĩ lại tôi tuổi thân quá, mà tuổi thân nó lấn tới tuổi tỵ kế bên đó. Cho nên không có tuổi thân, mà mình phải biết tùy hỷ. Quý vị, mà cái này đâu phải qua nói đâu, đây là Phật dạy đàng hoàng. Và cái hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền đó, phải không? Ngũ giả tùy hỷ công đức. Điều thứ năm là mình nguyện sống mỗi ngày mình biết vui theo cái vui của người khác. Bây giờ ai không đi tham dự xuất gia gieo duyên được, thì mình thấy bạn mình đi được, mình tùy hỷ với vị đó: tôi mừng cho chị. Có những Phật tử ở Việt Nam thấy bạn mình được bay qua tới Canada đi tham dự khóa tu, các vị đó nói: trời, tôi vui với chị. Như các vị bên Pháp hồi chiều hôm qua lên thăm, có rất nhiều vị muốn đi nhưng mà đâu phải đi là dễ đâu. Thứ nhất là đường quá xa, từ Âu Châu mà bay qua đây là xa lắm, rồi cộng thêm tuổi tác, sức khỏe vân vân, rồi hoàn cảnh gia đình, cho nên không đi được. Và không đi được mà thấy bạn mình đi được thì rất là hoan hỷ, rất là tùy hỷ. Cho nên một cái người mà muốn có được cái đầy đủ oai nghi thì phải có đủ bốn việc đó. Oai nghi là gì? Cái oai nghi không phải chỉ cái đi đứng không đâu. Cái nụ cười của mình, cái cách cười của mình, cái cách nhìn của mình, cái cách nói của mình, nó thể hiện được lên cái oai nghi của người tu. Cho nên oai nghi ngoài đi, đứng, nằm, ngồi, nhưng mà cái hành xử của mình nó cũng thể hiện lên được mình đang bực bội hay mình đang tùy hỷ hay mình đang hoan hỷ. Quý vị đi vào trong trai đường mà quý vị xếp hàng ăn cơm, mà quý vị thấy một cái người trong ban trai soạn bước ra mà la ó rồi
làm mạnh tay, quý vị ngán không? Ngán. Đương nhiên thôi. Mình ở chung, mình gặp một cái người nào đó mà ở trong đại chúng với nhau mà người đó có được sự nhẹ nhàng tế nhị, cái oai nghi của vị đó có mặt tự nhiên làm cho mình nhẹ ra. Còn nếu mà mình nghiêm túc là người ta đã ngán rồi, huống chi mình còn lại tỏ vẻ nữa thì lại càng khó hơn. Cho nên Đức Phật dạy, một vị sống chung, sống mà không có cung kính, không có buộc tâm, không có cẩn thận sợ hãi, không phục tùng các vị phạm hạnh thượng trung hạ tòa khác, mà muốn đầy đủ các oai nghi thì không hề có trường hợp đó. Vì nếu không đầy đủ oai nghi mà muốn học pháp viên mãn thì không hề có trường hợp đó. Quý vị nhớ bốn chữ này nha: học pháp viên mãn. Quý vị đến đây 4 ngày, quý vị đến đây 4 ngày, 10 ngày hay hơn nữa, mà cho dù có gì đi nữa, mình đây mình mới có học pháp thôi. Mình phải có hành pháp để nó viên mãn cái học của mình. Hôm cách đây 2 hôm thì Pháp Hòa có tập hợp mấy em nam, mà mấy em mà đi tu tuần rồi còn ở lại tuần, bữa nay mấy đứa nó về hết rồi. Buổi tối nó tụng kinh xong, Pháp Hòa tập hợp mấy em lại, thì Pháp Hòa có nói chuyện với mấy em. Và trong đó Pháp Hòa mới nói á, thầy muốn mấy đứa trước khi đi về phải dành một chút thời gian lắng tâm để appreciate, để trân quý những gì mà mình có được trong 2 tuần qua. Và trước hết là trân quý cha mẹ của mình đã đem hết tâm lực mọi cách để làm sao đưa mình đến đây. Quý vị biết không, có nhiều vị gửi con tới đây nhưng mà theo dõi chuyến bay của nó, rồi gọi tới cho chùa báo là nó đang tới đó rồi, mà những cái chuyến delay là liên lạc liên tục. Mình cảm nhận được cái tình của cha của mẹ đối với con cái. Rồi Pháp Hòa mới nói là trước hết là các con phải biết appreciate, biết trân quý những gì cha mẹ đã làm cho mình, và trân quý những gì mà mình đã được học hỏi và mình tiếp nhận được. Nội nó tới đây 2 tuần lễ, ngày các cô các chú phục vụ nó 6 bữa ăn, phải không? Đó là chưa nói những buổi snack nữa. Đó là chưa nói các thầy còn thu xếp chở các em cho nó đi chơi. Bằng chứng là ngày hôm qua đây, mấy em nhỏ là từ 12 tuổi xuống cho tới 8-9 tuổi nè, chú Trung Hải là lên xin cho con chở mấy em đi một vòng để cho các em nó vui. Nếu mà các em nó biết suy nghĩ là nó trân quý. Nhưng mà thật sự là nó có, cho nên nó ghiền mấy thầy nhỏ lắm. Tại mấy thầy biết thì sao? Biết dạy và biết chiều, tức là vừa cho nó cái vui mà vừa có cái dạy. Nhưng mà mình cũng chằn chằn mấy thầy, và mấy thầy mà đi Pháp Hòa phải theo dõi cho nên mình thông cảm nhau lắm. Các vị theo dõi con quý vị, em cũng theo dõi con của em nó độ ai chưa được, bị ta độ hết còn chết nữa cho nên Pháp Hòa cũng phải theo dõi chú nào rời khỏi chùa, ai chở ai đi đâu. Pháp Hòa cứ chút hỏi đâu rồi tới đâu rồi, chứ đâu phải không có đâu. Làm việc vậy đó, nhưng mà cũng phải theo dõi. Thật ra để làm gì, nhiều khi mình cũng phải lo chuyện xe cộ. Nhiều khi các thầy mệt nè, hoặc là vui quá rồi quên nè, cho nên Pháp Hòa cũng lúc nào cũng nhắc lái xe. Rồi tối lại là Pháp Hòa phone một vòng coi ông nào đang ở đâu để mình yên tâm là các thầy đang ở trong cái công việc đó và đang an ổn. Rồi thầy nào mà cảm mà bệnh thì Pháp Hòa phải hỏi thăm con đang dưỡng bệnh ở đâu, rồi Pháp Hòa phải gửi thuốc,
Rồi gửi mà sợ chưa biết rồi chụp hình gửi, chịu thuốc này không? Nó chịu mới dám gửi chứ. Thí dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng á, mình đã từng làm học trò và mình đã từng thèm được cái sự quan tâm, giống như một người con mà được cha mẹ chăm sóc. Cho nên Pháp hay nói với mấy em lắm, mấy em mà được cha mẹ chăm sóc nhiều lúc nó không có thấy thoải mái, và nói you will miss it, mai mốt con sẽ nhớ những cái cảnh này lắm đó. Bây giờ con không thấy thoải mái khi cha mẹ chăm sóc mình, nhưng mà mai này con sẽ rất nhớ. Tại vì chỉ có cha mẹ chăm sóc mình mới không có điều kiện thôi. Còn dù người yêu mình chăm sóc cũng có điều kiện vậy, ăn no chở em đi chơi. Phải có điều kiện chứ. Cho nên bà ái phi của vua Ba Tư Nặc, bà trả lời với vua là đúng thôi. Nếu nói cho thật lòng thì thần thiếp yêu thần thiếp nhất. Tại vì nếu thần thiếp không yêu thần thiếp, hoàng thượng không yêu thiếp, thì sức mấy mà thiếp yêu lại hoàng thượng. Cho nên cái câu mà Đức Phật tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn cũng có cái lý của nó. Trên trời dưới trời này, con người sống với cái bản ngã, cái tôi của mình lớn lắm. Chỉ cần mà đi ngang mình mà có cái ý hơi khinh mình chút thôi. Hồi sáng này quý vị đi nhổ cỏ dại nè, các vị nói trời ơi, may là thầy đã lót bao nhiêu lớp mà cỏ dại nó còn mọc. Pháp Hòa nói nhổ từ tháng 5 tới giờ mà còn nhổ đó. Xoay qua mình nói cái này mình không có trồng nha, mà nó mọc á, cũng giống như mình vậy đó. Không có muốn giận, không có muốn buồn, mà ở đâu nó tới hoài. Còn cái gì mình thích, mình ham, nó không mọc. Kinh học hoài không thuộc, ai nói một câu tôi sẽ nhớ suốt đời. Và mình rất là hãnh diện với trí nhớ của mình. Mà trí nhớ này là trí nhớ làm cho mình khổ. Cho nên các tổ thường hay nói cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Cố ý tưới hoa, hoa chẳng nở, không có cố ý tưới cỏ, mà cỏ ở đâu nó mọc hoài. Mà nó mọc thẳng, nó mọc mà dày nữa chứ. Chỉ cần mà nắm mà không có cẩn thận thôi là chỉ đứt ở trên thôi đó. Chứ nó không có tận gốc. Nếu học pháp không viên mãn mà muốn có giới thân, định thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiến thân đầy đủ thì không hề có trường hợp này. Nếu mình mà không có học pháp viên mãn mà muốn có được 5 phần pháp thân khó lắm. Cho nên mỗi ngày mình phải thắp hương. Hương là tượng trưng cho 5 thứ: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Mình cũng vậy, mình cũng có 5 thân. Ngoài 5 cái thân của sự tu này, mình có một cái thân mà sẵn có đây là nhục thân. Cái thân xương thịt này gọi là nhục thân. Nhưng mình mượn cái nhục thân này, mình tu tập để mình có được 5 cái thân khác, đó là giới thân. Quý vị là Phật tử tại gia, thọ tam quy ngũ giới này, giữ được 5 giới là có giới thân rồi, phải không? Cái thân mạng này mình sống, mình có sự tôn trọng giới luật, giữ gìn giới luật. Cái gì không dám làm, tự nhiên cái thân này mình có gì, cái là giới thân. Rồi ngày mai, ngày thứ hai này, một tay này, quý vị thọ 10 giới của người xuất gia. Thứ nhất là không giết người, hại vật, nói tóm gọn là không sát sanh. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không dâm dục. Thứ tư là không nói dối. Thứ năm là không uống rượu ăn mặn. Thứ sáu là không trang điểm son phấn. Thứ bảy là không đờn ca sướng hát theo thế tục. Thứ tám là không nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp. Thứ chín là không ăn ngoài giờ đã quy định. Thứ mười là không cầm giữ tiền của vật chất. Giữ 10 cái giới này. Có một cô thật là thật tình lắm.
Cô nói thầy ơi thầy, con còn nhậu con giữ này được không? Pháp Hòa nói không sao, 10 ngày thôi. Tức là cái gì, cái giới này mình giữ có 10 ngày thôi, cũng giống như bác quan trai giới quý vị giữ có 24 giờ thôi. Thì 10 cái giới xuất gia này nè, giống như các vị sa di sa di ni là giữ cái giới này trong vòng mấy năm trước khi lên thọ tỳ kheo. Còn nếu nói đúng ra là các vị xuất gia đều giữ giới này trọn đời, vì đây là 10 giới căn bản của người tu. Còn cái chuyện 250 giới mà có chi tiết ra đó, chẳng qua là từ những giới này mà chi tiết ra thôi, chứ cũng tất cả đều từ 10 giới này hết. Cho nên mình thọ 10 cái giới này, nói là thọ giới của sa di, chứ nói đúng nghĩa là 10 giới của người xuất gia. Trọn đời các vị xuất gia cũng trong vòng phạm vi 10 giới này. Cho dù có thọ Bồ Tát giới cũng phạm vi của 10 giới này. Rồi mình lợi tha thêm một số giới gọi là lợi tha, ví dụ chăm sóc người bệnh nè, vân vân. Cho các vị giữ giới này 10 giới thì trong vòng 10 ngày này mình giữ được 10 cái giới này thanh tịnh thì mình có được giới thân. Cái giới thân này mình nuôi dưỡng nó. Mà khi có giới thân là có định thân, tức là cái thân mình, cái thứ thân này là cái body, nhưng mà cái này nó không phải là cái thân mà được làm bằng hình tướng nữa, mà nó được làm bằng giới. Phong và ví dụ như là mình thấy một cái đồ đó của người ta để đó, cái mắt kiến hay là cái chiếc nhẫn, cái gì đó người ta làm bỏ quên đi, mà mình lấy mình cất hoặc mình trả lại mà mình không có khởi cái tâm tham, thì ngay nơi đó đó nó thể hiện được cái giới mà nó đã xuất hiện trong khi mình tu tập. Hay là mình vừa đi xuống bếp, mình thấy người ta cắt một miếng bánh, người ta quên đi, người ta gặp mình, người ta cũng lịch sự, chị thử giùm em miếng. Mình cũng nhào tới, mình lấy mình ăn, tại mình cũng quên đi. Nhưng mà mình nhớ trực lại, tôi đang thọ giới sa di, tu 10 ngày, không ăn ngoài giờ đã quy định, thì mình giữ được cái đó. Và người mà có được cái giới thân là có được cái định thân. Từ cái giới đó nó làm cho mình có được cái tĩnh lặng, gọi là định. Và từ định nó có tuệ. Pháp Hòa khuyến khích mấy em đó, về nhà ngồi thiền giùm cho thầy 15 phút mỗi ngày. Và có một em nó hỏi, bộ mình ngồi mỗi ngày như vậy á, là mình có trí tuệ á? Nó đúng rồi. Pháp Hòa mới ví dụ lấy một cái ly bụi mà bỏ vô trong nước mà quậy như quậy hoài nè, thì có thấy được cái gì không? Không. Thì bây giờ mình để cho cái bụi nó lắng xuống, thì khi mà nó lắng xuống á là định đó. Và cái ly nó trong mà mình thấy suốt qua bên kia luôn là tuệ đó. Và Pháp Hòa nói thí dụ rồi, bây giờ nếu như con mà đủ định tĩnh rồi đó, ai cho con một trái chanh, con đâu có cái gì mà phải phiền hà đâu, con đi làm nước chanh đá con uống. Tại cái này là người Mỹ hay nói đó, somebody give you a lemon, make lemonade. Ai cho mình trà thì mình làm trà đá, ai cho mình chanh mình làm đá chanh. Tức là khi mà mình đã đủ cái định rồi, cái tuệ mình có đó, ai cho cái gì mình cũng biết biến hết. Mình cũng biết biến nó ra những cái món gì mình muốn làm. Rồi Pháp Hòa mới đem những cái ví dụ trong chùa. Đó, hồi đó người ta cho mình này nè, mình không biết xài, mình biến nó lại, làm lại, tự nhiên nó có. Đó, cái bằng chứng là cái chai đường, cái nhà nấu ăn mấy ngày nay mà chỗ quý thầy ở, ngày xưa nó là cái chuồng bò mà. Khi mình mua nó là cái chuồng bò mà, cái chuồng để người ta vắt sữa bò mà, nó dơ mà nó ghê lắm. Lúc mà mua cái nhà đó đó, lúc mà mua đất ở đây đó. Nhưng mà Pháp Hòa đi một vòng, Pháp Hòa thấy có một cái nguồn điện, nguồn nước là trong đầu Pháp Hòa nghĩ là chỗ này có thể làm được cái thiền đường tạm. Rồi cái nhà quý sư cô ở giờ đó, cái ni xá, tịnh xá, Huệ Ngọc, cái nhà mà
cái nhà này có thể làm cái chỗ để mình bước, mình tới đây mình làm sinh hoạt trong những ngày đầu mình khai thác ở đây. Cho nên từ những cái mình, quý vị thấy mấy cái cục xi măng mà nó tròn tròn đang trang địa trang trí ngoài vườn không? Cái đó đâu có đi mua đâu, đi lượm đó. Ở đây nó có một cái hãng xi măng, người ta thử xi măng, ta làm ra từng cục xi măng vậy đó, ta thử xong ta bỏ. Mỗi chiều thứ sáu lớp thiền cho người Mỹ xong là mấy thầy phải xách xe đi tới cái chỗ đó lượm từng cục đó. Mùa đông cũng đi lượm, lượm về rồi mới chất xuống xe để ở phía sau chùa Trúc Lâm đó. Rồi mỗi thứ bảy mấy chú lên đây, mấy chú chất lên xe ngược lại đến đây để dành đó, để làm trang trí. Bây giờ quý vị thấy từng cục xi măng tròn tròn mà xung quanh mấy cái cây đó, đó. Không có đi mua đâu, đi lượm đó. Thay vì của người ta là rác, vô tay người có tuệ thì nó thành ra công viên. Cho nên nếu mình không có pháp, học pháp viên mãn thì không có giới, không có định. Mà không giới không định thì không có tuệ. Mà có tuệ rồi đó thì sẽ giải thoát. Giải thoát là gì? Không có ràng buộc. Không có ràng buộc. Hồi nãy có các vị bên nhà thờ tới thăm chùa, thì ngồi nói chuyện với Pháp Hòa thì các vị mới nói, ồ, thỉnh thoảng con có những người bạn nói là tôi nhờ thầy Pháp Hòa lắm, tại vì thầy đã chỉ tôi cách mà làm sao chuyển hóa trong cuộc sống. Thì Pháp Hòa mới nói, dạ, trong cuộc sống á, mình, Pháp Hòa hay ví dụ á, mình không thay đổi được thời tiết. Thí dụ như trời mưa, mình đâu có ra mình mắng ông trời, mình biểu nín mưa đi. Nhưng mà cái quan trọng là mình làm được gì? Mình có cái dù, mình có áo mưa. Nếu mùa đông là mình có áo lạnh. Bây giờ trời nóng quá, mình không biểu được trời đừng nóng, nhưng mình có cây quạt. Vậy thì cái vấn đề ở đây là mình, chứ không phải hoàn cảnh. Hoàn cảnh là sẽ đi theo mình. Mình không thay đổi được hoàn cảnh. Tâm bình, cảnh sẽ bình. Mà mình không đổi được cảnh, nhưng mình đổi được tâm mình. Đổi được cái tâm, cái nhìn, cái cách sống, ứng hợp được. Cho nên người có giải thoát là người ta không có bị ràng buộc như vậy. Quý vị biết không, mặc dù Khánh Anh, Khánh Hòa, quý vị thấy vậy đó, hai cái khu vực đó đó, nhưng mà nếu nói về cái công sức mà đổ ra đó đó, nó rất nhiều, rất nhiều. Tại vì đó là những cái thùng, những cái trailer của những người, người ta làm những cái công trình xây dựng rồi người ta bán rẻ lại. Mình mua về mà cái mấy chú phải để biết bao nhiêu công sức để kết thành một cái khu vực cho mình ở như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị mà đi ra những cái khu vực cửa sổ quý vị ngồi, cảnh đẹp lắm. Ở đó ai ở bên khu Khánh Anh, Khánh Hòa, những cái khu vực có cửa sổ đó, rồi quý vị thấy người ta để bàn ghế không? Mình ra đó mình ngồi mình ngắm cảnh đẹp lắm. Và cái cơ hội mình đi thiền hành từ ở đó đi vào đây buổi sáng nhiều lắm. Ăn thua là mình biết sử dụng. Mình biết sử dụng. Tại vì cái gì nó cũng hữu dụng hết á. Đường gần nó cũng hữu dụng, đường xa nó cũng hữu dụng. Và mỗi lần quý vị đi về hai khu vực đó, quý vị được thăm hai vị tổ của Việt Nam. Khánh Hòa không phải ở Nha Trang. Khánh Hòa là hiệu của một vị tổ của Việt Nam. Khánh Anh là một vị tổ Việt Nam. Tại vì hồi đó định đặt là Xá Lợi Phất một Kiền Liên gì đó, Pháp Hòa nói không, Pháp Hòa muốn dùng tên đạo hiệu của quý ngài để nhắc. Cho nên quý vị đi về Khánh Anh, Khánh Hòa là mỗi lần quý vị về đó là mình nhắc, con học hạnh tổ Khánh Anh, học hạnh tổ Khánh Hòa. Mà ngài Khánh Anh, Khánh Hòa là những vị có công rất lớn trong cái việc chấn hưng Phật giáo.
Thí dụ như ở ở chỗ quý thầy là Thiện Hòa, ở ở dưới trời, khu vực ở dưới chánh điện là Thiện Hòa, toàn là tên của các vị tổ của Việt Nam hết. Giải thoát, rồi một cái cuối cùng là gì? Giải thoát tri kiến. Ai mà không có cái thấy và cái biết, cái thấy biết gọi là tri kiến. Nhưng mà nhớ cái thấy biết mình nó cũng không phải là chân lý hoàn toàn, nó có thể thay đổi. Cho nên đừng có vướng chấp vào cái thấy biết của mình, gọi là giải thoát tri kiến. Quý vị hay nghe quý thầy đọc đó: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát, tri kiến hương. Năm cái hương này gom lại: quang minh vân đài biến pháp giới, bi kết thành ra một cái đài, đài mây sáng chói trùm hết các cõi. Để làm gì? Cúng dường thập phương vô thượng tôn, cúng dường chư Phật mười phương ba đời. Cho nên trong này Đức Phật dạy, nếu học pháp không viên mãn mà muốn có giới thân, định thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiến thân đầy đủ thì không hề có trường hợp này. Nếu giải thoát tri kiến thân không đầy đủ mà muốn được vô dư niết bàn cũng không hề có trường hợp này. Niết bàn á, chữ niết bàn nghĩa là khi tâm không có những cái phiền muộn nóng bức là niết bàn. Cho nên niết bàn không phải cái chỗ để mình chết mình tới, mà bất cứ lúc nào tâm mình không có phiền não, không có giận hờn, không có một cái gì xen vào hết, tĩnh lặng vô cùng, cái đó gọi là niết bàn. Thí dụ bây giờ mình có tu giỏi cỡ nào đi nữa đó, mình có niết bàn phải không? Nhưng mà thủy chung mình vẫn thọ cái thân này nè, rồi mình vẫn phải bị đau chân, nhức cẳng, đau răng, đau gối, đau đầu, sổ mũi, chóng mặt, có không? Có phải không? Vậy thì cái niết bàn này của mình gọi là niết bàn hữu dư. Niết bàn có mấy loại ha. Niết bàn hữu dư nghĩa là dù tâm mình có an lạc, có giải thoát, có thảnh thơi, nhưng sự thật là chúng ta vẫn còn đang thọ cái thân ngũ uẩn này, cho nên chúng ta vẫn phải chịu những cái đau bệnh bình thường của cái thân này. Cho nên niết bàn này gọi là niết bàn hữu dư, nghĩa là vẫn còn chịu những cái khổ của thân. Vì có cái thân cho nên phải có sự biến đổi. Nhưng mà nếu mình có những cái biến đổi á, sớm có những biến đổi muộn, nhưng mà trước sau cũng có biến đổi. Đức Phật cũng có niết bàn của Đức Phật phải không? Nhưng mà Đức Phật vẫn phải bị đau bụng, vẫn phải đau lưng, vẫn phải nhức đầu, vẫn phải chịu những cái chi phối, bởi vì có thân là phải có sự thay đổi. Và không có một chiếc xe nào mà tự động nó hư đó, tự động nó chứ phải có hư. Giống như mình đi xe lâu rồi bắt đầu nó hư những cái bộ máy, rồi những cái viền xe nó bị xét, nó bị rỉ, nó bị hư vân vân. Thân này cũng vậy. Thì vậy thì ngược lại với cái hữu dư là vô dư. Mà vô dư là bậc thánh mới có. Tại vì vô dư là gì? Không còn chi phối. Hay nói cách khác là nếu như người nào mà đạt tới cảnh giới gọi là ở trong cõi đời này, nhưng mà mấy cái khổ đau của thân thể này nó không hành mình được mới vô dư, mà điều này khó. Mặc dù không rên rỉ chứ vẫn còn đau phải không? Cái chuyện này chỉ có thánh. Chỉ khi nào mình không còn có cái thân này nữa thì mình mới không chịu khổ thôi. Còn ngày nào mình có thân là ngày đó chịu khổ. Trẻ thì nó cũng khổ theo trẻ, già nó cũng có khổ theo già. Cho nên á, đoạn trừ được tham sân si, chứng được niết bàn, nhưng nghiệp nhân đã tạo từ đời trước còn để lại. Đó, bây giờ ngồi đây mặc dù mình tu hết á, nhưng mà ai cũng bị nghiệp hết á. Tại vì cái nghiệp này nghiệp của dư lại của quá khứ.
Không nghiệp bản thân thì cũng nghiệp gia đình. Cho nên chỉ có Phật mới chứng được pháp thân thường trụ. Như vậy tỳ kheo cần phải cung kính, buộc tâm cẩn thận sợ hãi theo đức lực các vị tu phạm hạnh để có đầy đủ oai nghi. Thì Đức Phật nói ngược lại thì nãy thôi. Nếu người nào mà không có được sự cung kính, không có được sự cẩn thận sợ hãi, không có được sự phục tùng, không có sự buộc tâm, thì không thể nào có được pháp viên mãn. Mà không có pháp viên mãn thì không có giới, định, tuệ, giải thoát, tri kiến. Mà không có cái này thì không có niết bàn. Cho nên á, các vị tu tập á, bây giờ mình chưa đi xuất gia được, mình chưa làm một người xuất gia trọn vẹn được, cho nên bây giờ mình đi từng bước nè. Mình làm người xuất gia gieo duyên. Mà đã là gieo duyên á, thì phải gieo duyên cho nó tới mức những gì mà mình người xuất gia phải làm, cần làm, chúng ta sẽ cố gắng làm trong 10 ngày tu. Thí dụ như thức khuya nè, mà đâu có khuya gì đâu, 10 giờ được đi ngủ rồi. Chỉ có điều là gì? Dậy sớm, phải không? Rồi ở nhà mình á, ngủ ngày mấy giấc cũng được, vô đây sáng ngủ dậy theo chương trình cho tới tối. Rồi phải đi nghe pháp ngày 3 lần nè, ngày ngoài ra phải tụng kinh nè, rồi phải làm việc nè. Đó là việc làm của người xuất gia mỗi ngày. Rồi mình nói trời ơi, mình vô đây có 10 ngày thôi, còn các vị xuất gia là suốt đời ở trong chùa và cứ bao nhiêu việc làm tới. Quý vị năm mà ráng qua được khóa tu mùa hè là mừng rồi. Còn ở đây 1 năm 4 khóa tu là phải làm việc 4 khóa, ngoài ra còn làm việc chùa hàng ngày nữa, đâu phải dễ, phải không? Cho nên mình mới gieo duyên sơ sơ thôi đó, mà gieo duyên là mình tới một cái là đã được những cái sự chăm sóc căn bản. Cho nên những cái phụ tùng lặt vặt khác đừng quan tâm, phải đặt cái hướng tâm của mình tới cái sự tu tập. Và những cái gì mà nó lặt vặt, nó xảy ra đó, nếu mà nói cho đúng ra là không có gì quan trọng đâu. Chẳng qua là tại vì nó hơi thiếu cái phương tiện, thì cái nhu cầu của mình thì mình hơi phiền hà chút. Còn nếu mình bằng lòng với cái phương tiện hiện có thì dễ lắm. Và thưa đại chúng là sau 2 năm không có sử dụng một số nơi, và bây giờ bắt đầu mở ra trở lại, thì nó hư hao rất là nhiều. Sửa cho tới bữa nay vẫn còn phải sửa. Đụng vô cái này thì cái này nó hư, nó hư xong nó gãy, cái nó lan tới cái khúc kia. Cho nên tội nghiệp mấy chú mấy ngày nay là chạy dữ lắm. 2 cái tủ lạnh, cái tủ đông, cái tủ đá hôm qua nó không có làm việc, mà rau cải mình đem về để nguyên 2 tủ vậy đó. Ngày hôm qua anh Phật tử phải lái xe 4 giờ sáng chở chú thợ, ngày hôm sáng này 4 giờ sáng lên tới Tây Thiên này để sửa máy. Cho nên mình không có thấy được cái hậu trường sân khấu. Thấy không? Là mình thấy là kép hát, đào hát đổ trên sao múa hay quá, mà mình đâu biết ở phía sau này kéo màn muốn chết. Phải không? Cho mình có thấy được cái đó thì mình sẽ hiểu được rằng muốn tổ chức một khóa tu không có dễ. Mà nếu mà mình nhất là ở đây, mình phương tiện rất là thợ thuyền không có. Phật tử về công quả có đâu có bao nhiêu người đâu. Mà tội nghiệp chú, mấy chú đang làm này bị réo chỗ khác, đang làm này bị réo chỗ khác. Cho mình mới thấy được, nếu mình hiểu được như vậy thì những cái kia đó nó lặt vặt lắm, nó không có quan trọng đó, thì tự nhiên mình giải thoát được liền, phải không? Rồi ai nói cái gì đó phiền hà đó, ôi, cái này là chỉ cái thấy biết làm cho mình phiền não thôi. Nên giải thoát tri kiến để mình có được giới, định, tuệ. Thật ra giải thoát và giải thoát tri kiến nói cho đúng ra là cái quả của giới, của định, của tuệ. Tại vì sao? Khi mình có giải thoát rồi thì những cái thấy biết của mình nó không còn bị ràng buộc nữa. Và cái tri kiến và cái giải thoát đó nó từ đâu? Nó từ cái tuệ mà ra, nó từ cái định mà có. Cho nên thắp 3 cây nhang. Hương là tượng trưng cho 5 phần hương.
đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Nhưng mà thi thắp hương là thắp ba cây, là lấy ba cái điểm chính của giới, của định, của tuệ. Còn giải thoát và giải thoát tri kiến, nó là cái quả của người có đủ tam tuệ, là giới, định và tuệ. Cho nên thắp ba cây hương là vậy. Và cũng không cần thắp ba cây hương, một cây cũng được, là tại vì trong một nó cũng đã sẵn có ba cái kia rồi. Trong định nó có tuệ, có giới. Trong giới nó có định, có tuệ. Trong định nó có tuệ, có giới. Tại vì trong ba cái nó nằm trong một. Vì không có định là không có tuệ. Cho nên đây là một cái bài kinh ngắn mà Đức Phật dạy mình từng bước vậy đó. Các vị muốn tu thành công không? Trước hết là sanh tâm cung kính nè, đó, ở chung nhau cung kính với nhau đi. Nãy cung kính nhau rồi thì cung kính Phật, đi đứng nhẹ nhàng, đóng cửa thành nhẹ nhàng. Khuya rồi thì đừng có kéo lết vali. Đừng có mở vali lục cái túi ni lông của tôi để đâu rồi. Thí dụ vậy đó. Mấy cái chuyện nó rất là nhỏ, nhưng mà từ phiền não từ đâu? Từ những cái bịch ni lông mà ra, không chứ gì đâu. Phiền não từ những cái đóng cửa mà ra thôi. Gây lộn thì không gây đâu, nhưng mà nó sẽ lặt vặt chút chút vậy đó. Rồi cung kính rồi, thứ hai là gì? Buộc tâm. Để cái tâm mình đó, nó ở cẩn trọng. Cái gì nó quan trọng mình để tâm, cái gì nó không có, đừng là phóng tâm. Chờ có một vị học trò lên nói: dạ thưa thầy, con bị động tâm. Ông thầy cũng nói: vậy tâm con đừng có động. Nghĩa là người ta tới khiêu con. Nghĩa là con bị động tâm, ta tới khiêu con, vậy con đừng nhúc nhích. Cũng giống như quý vị biết không, khi mình Pháp Hòa nghe kể, khi mình đi đường, mình gặp một con gấu, nhất là vô rừng gặp gấu, mình chạy là gấu nó rượt, nằm xuống như xác chết vậy đó. Nó tưởng mình chết nó không thèm. Con rùa, một hôm Đức Phật đi với Ngạ Nan đi trên một cái bờ biển, thì có một con rùa nó đang bò, tự nhiên sao nó dừng lại, nó rút hết sáu chi nó vô trong cái bu rùa. Con chó sói đi tới, ngửi ngửi ngửi, lấy cái lưỡi liếm cái mù rùa, ăn được, bỏ đi. Sau cái câu hình ảnh đó rồi, Đức Phật gọi Ngạ Nan: mình ráng tu sao giống con rùa này nè. Chó sói là gì? Là những cái ngoại cảnh, nó sẽ tới nó chiêu dụ mình, và mình có sáu chi để mình có thể bị con chó sói nó cắn. Cho nên nó rút mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mình giống như con rùa, có sáu chi rút hết vô cái mu. Cái mu rùa đó là gì? Nó bảo hộ cho mình. Cho nên tại sao mình tu ở nhà cũng được vậy, mắc chi vô chùa? Tại vô chùa mình mới rút được. Mình mới rút được, nhưng mà giờ khó rút quá. Chỉ trừ khi nào rút cái phone thôi mới có hết chuyện. Ngày nào còn cái phone là ngày đó còn chi phối. Chào quý vị, bây giờ trong 10 ngày này đó, ngày mai Pháp Hòa sẽ nói chuyện này nữa, nhưng mà giờ trong 10 ngày này quý vị phát nguyện đi: con nguyện bỏ phone 3 ngày, con nguyện không sử dụng phone 4 ngày. Bây giờ làm 10 ngày làm không nổi, nguyện cất cái phone hẳn 4 ngày luôn. Còn nếu người nào giỏi nữa 50% đi, nguyện cất phone 5 ngày. Pháp Hòa sẽ làm kệ cất phone. Làm gì cũng có kệ hết mà, phải không? Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Thì mình học cái bài kệ đi xuống, đi lên, đi xuống cầu thang. Mỗi lần mình đi lỡ cái tiết chân của mình nó mạnh quá, nói không được, đừng để người ta biết tâm mình không an. Đi nhẹ lại. Thì tất cả có kệ hết.
Bây giờ Pháp Hòa biết là rút cái phone quý vị. Hồi nào hồi Pháp Hòa có nói với thầy cái chuyện đó đó. Khóa tu mấy đứa nhỏ, trong khi đang trong thời gian khóa tu là ngày nào Pháp Hòa cũng gặp mấy thầy, hỏi tình hình sinh hoạt mấy đứa nhỏ. Và Pháp Hòa nói con, mình rút cái phone mấy đứa nhỏ hơi khó ha. Ở Việt Nam ta làm được, ở đây hơi khó. Tại vì sao phải không? Ở Việt Nam 3.000 đứa, 5.000 đứa rút phone năm tới nó nghỉ tu ít nhất cũng còn 1.000. Mình đây có 150, 200 mà rút hết phone năm tới còn mấy thầy trò tu với ai? Ở đâu phải biết đó, quốc độ nào có chúng sanh đó. Mà chúng sanh này nó không có phone nó sống không nổi. Hỏi sao biết? Dạ mình cũng y như nó. Mình đâu có khác nó đâu. Không, mất cái phone nó tim nó đứng muốn chết vậy đó. Không phải gì đâu, bí mật nằm trong đó hết. Thì bây giờ quý vị, Pháp Hòa đề nghị là đại chúng mình giữ 10 ngày phone không nổi. Mình không cất được, ai phát nguyện giữ cất 5 ngày. Mình tự mình thôi, khỏi cần gửi thầy đâu, gửi rồi mượn lại cũng vậy. Tự mình phát nguyện, con nguyện cất cái phone trong 5 ngày không đụng tới phone. Mình phải thử lửa. Ủa hồi xưa mình không có phone mình tu vẫn được, mà sao giờ có cái phone mình tu có 10 ngày mình tu không nổi. Nói rồi sao chụp hình? Khi mặc y, khi đang đắp y, không ai được dơ cái phone chụp hình hết. Mất oai nghi lắm. Quý vị cứ khoan thai đi đứng cho đàng hoàng, có ban nhiếp ảnh người ta lo. Mình chắp tay, mình niệm Phật, mình đi vậy đó, có hình ảnh nó đẹp dữ lắm. Mà người ta thấy đẹp là tự người ta chụp. Còn mình mà dơ dơ vậy nè, biết không? Người ta cũng chụp mình vậy đó, người ta chụp mình quơ tay vậy nè. Thành không đẹp đâu. Chắp tay đi thiền hành thật đẹp. Quý vị cứ tưởng tượng một người xuất gia mà đang đi trong cái hàng ngũ của người xuất gia mà cầm cái phone quơ quơ, đẹp không? Đẹp hơn. Mời Pháp Sư lên đây. Cho nên người xuất gia là mình tự mình ở ngoài mình thấy đó. Cho nên cái bài kinh soi gương á, mình thấy người kia như vậy cho nên không ai thích người đó, thì mình tự nói với mình không làm như vậy, để không rơi vào cái trường hợp giống như vậy. Cái đó gọi là kinh soi gương. Kinh đó là ngày Mục Kiền Liên dạy cho các sư đệ của mình. Bài kinh đó gọi là kinh tư lượng, và Thượng Làng Mai dịch là kinh soi gương. Tại vì một cô thiếu nữ, một người thanh niên nhìn vào một bát nước, một tấm gương, thấy mặt mình đẹp và rất bằng lòng, và nói rằng mặt tôi rất sạch. Còn nếu mình nhìn vào đó mà thấy vết bẩn thì mình sẽ lau vết bẩn đó đi. Và nếu mình thấy mình đã sạch rồi thì sẽ bằng lòng với những gì mình đang làm và cần tu tập tinh tấn để các tâm hành tốt đẹp như thế được duy trì. Còn nếu như mà dơ thì chúng ta sẽ phát triển tinh tấn đoạn trừ, để những tâm hành bất thiện được đoạn trừ. Ở trong kinh Tạp A Hàm Đức Phật rất nhiều bài kinh nha, trong mấy ngàn bài kinh Đức Phật có dạy một lô 5 bài nói về đoạn trừ. Hay lắm. Cho nên là quý vị biết là khi mà Pháp Hòa mở cái bộ miễn bộ kinh như vậy là giống như là mình bị cuốn hút. Tại vì càng đọc càng thấy hay, càng đọc càng thấy hay. Từ Phật dạy, từ những cái ngắn ngủi nhất cho đến những cái sâu xa nhất. Mà mỗi lần đọc như vậy là Pháp Hòa sẽ ghi chú. Có gì Pháp Hòa sẽ chia sẻ với đại chúng bài kinh này, bài kinh này. Cho nên sách vở Pháp Hòa dán tùm lum hết trơn. Dán như vậy Pháp Hòa làm dấu đó, để mai mốt rồi có dịp rồi chia sẻ với đại chúng. Và đây cũng là một trong những bài kinh mà trong thời gian qua Pháp Hòa được đọc. Và trong những cái buổi pháp thoại thì qua hay trích những bài kinh như vậy để giới thiệu với đại chúng. Bây giờ Pháp Hòa được kết duyên với bản kinh này, Pháp Hòa đem ra chia sẻ để quý vị cùng kết duyên với bản kinh, làm hấp dẫn để mai mốt quý vị tìm kinh quý vị đọc. Nếu mà ai có cái cell phone, có những cái
những cái internet đó, mình download những bài kinh này vào trong cái phone của mình, rảnh mình mở ra mình đọc. Còn ở trên Facebook mình cứ quẹt hoài cũng nhiêu đó, hình mình có bỏ lên, bất quá người ta thả chừng trái tim, hai trái tim rồi người ta đưa giày rồi lên vậy thôi đó. Lâu lâu coi cho vui thôi. Giờ quý vị mới hỏi quy y rồi á, mình lâu lâu có tiệc tùng thì xã giao thôi, chứ xã láng là mệt lắm. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin thăm đại chúng. Dạ cảm ơn đại chúng, trời chú đại chúng hồi hướng.